hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 đã chính thức khai mạc tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, mở đầu cho gần một tuần với đa dạng các sự kiện liên quan đến lĩnh vực phim ảnh. Đây là lần đầu tiên liên hoan phim được tổ chức tại thành phố Ngàn Hoa, dù trên thực tế mỗi năm có hàng chục bộ phim điện ảnh có bối cảnh được thực hiện tại Đà Lạt. Trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng đạt doanh thu cao và chất lượng nghệ thuật tốt như Em và Trịnh, Tháng Năm Rực Rỡ, Quả Tim Máu, 49 Ngày, Ván Bài Lật Ngửa, Nụ Hôn Thần Chết. Sức hút của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 thể hiện rõ trong đêm khai mạc. Bất chấp thời tiết khá lạnh, nhưng quảng trường Lâm Viên, địa điểm diễn ra lễ khai mạc và bế mạc, hàng ngàn khán giả đã có mặt theo dõi sự kiện, tạo nên bầu không khí sôi động. Khung cảnh thành phố Đà Lạt những ngày này cũng sôi động hơn thường nhật, khi trên nhiều tuyến phố ở thành phố Đà Lạt xuất hiện dày đặc các áp phích quảng bá cho liên hoan phim. Đây là một sự kiện văn hóa nghệ thuật rất ý nghĩa đối với tỉnh Đồng nói chung và Đà Lạt riêng. Đặc biệt là quảng bá về ảnh du lịch, những cảnh quay tại Đà Lạt sẽ là tạo cái nguồn cảm hứng cho du khách cũng như cho các nhà đạo diễn, các diễn viên sẽ tiếp tục đến Đà Lạt sẽ khai phá và tìm những cái cảnh quay để làm sao cho Đà Lạt sẽ đẹp hơn. Đặc biệt, tại cụm rạp Cinestar Đà Lạt ở quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, một trong hai địa điểm chiếu phim chính thức các phim dự thi cũng như phim chiếu trong hạng mục toàn cảnh, không khí các suất chiếu khá sôi động. Đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, đã xếp hàng để nhận vé xem phim miễn phí các bộ phim tham gia liên hoan phim lần này. Chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một cái kỳ liên hoan phim sẽ là một cái động lực để thúc đẩy các nhà làm phim, các nghệ sĩ thêm các cái cảm hứng về sáng tạo, cũng như rằng là mỗi cái kỳ liên hoan phim sẽ tổ chức ở một tỉnh tại Việt Nam, thì đấy cũng là một cái cách để mà giới thiệu những cái vẻ đẹp, những cái khung cảnh mới để làm cái cảm hứng sáng tạo cho các nhà điện ảnh làm phim Việt Nam. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 kéo dài đến ngày 25 tháng 11, tiếp tục hứa hẹn là bữa tiệc điện ảnh cho người dân và du khách khi ghé Đà Lạt, Lâm Đồng vào thời điểm này.